Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tải cái ví Intro và những cái app Intro rồi nhé. Mọi người lên App Store hoặc Google Play, mọi người gõ từ Intro thì một logo của cái app như thế này, chúng ta có thể nhấn vào để xem thêm đó, không là nhấn cài đặt nhé. Rồi sau khi cài đặt xong thì chúng ta tiến hành mở nhé. Thì cái app cài đặt giống như cái app khác thôi, đơn giản chúng ta nhấn mở này. Thì đây là cái giao diện của cái app. Chúng ta sẽ mất một vài giây để dự án nó hiển thị quảng cáo, nó xem qua. Rồi thì ở đây nó có phần nhập ví khôi phục từ đám mây. Nhập ví tức là chúng ta có ví rồi thì chúng ta nhập cái mã khóa vào, hoặc chúng ta khôi phục từ đám mây tức là lúc chúng ta đăng ký tài khoản thì chúng ta sẽ khôi phục từ đám mây, lưu vào đám mây thì lúc chúng ta khôi phục lại thì chúng ta khôi phục. Tuy nhiên thì những cái này mà bạn nào không rành thì tốt nhất là ghi cái cụm từ bảo mật ra giấy nhé. Thì để đăng ký tài khoản mới thì chúng ta nhấn vào tôi đồng ý này, sau đó chúng ta nhấn một cái dòng chữ hãy tặng một cái ngay bây giờ, thì có thể là tiếng Anh hay tiếng Việt thì chúng ta cứ vào cái form đấy là được. Chúng ta nhấn vào rồi thì chúng ta có thể bật vào ví luôn nếu như các bạn sao lưu cụm từ khóa bằng giấy. Còn nếu như bạn nào mà biết sao lưu trên đám mây thì chúng ta có thể sao lưu ngay bây giờ đấy. Thì chúng ta chọn vào sao lưu cục bộ hoặc sao lưu đám mây. Tức là sao lưu cục bộ thì chúng ta sẽ chắc cụm từ ghi nhớ và giữ nó vào tài sản ví của bạn, và tài sản ví của bạn đã qua. Còn upload cái ghi nhớ lên khu vực ví trên điện toán đám mây, chúng ta có thể chọn đây, chúng ta bật đám mây. Nhưng ở đây mình không dùng đặt đám mây nhé, mình chỉ dùng tạo ghi chép thông thường thôi, như thế nó an toàn hơn. Tuy nhiên là chúng ta ghi chép thì chúng ta phải ghi cẩn thận, nhằm một ký tự là lúc mai kia chúng ta khôi phục lại chúng ta không khôi phục được. Bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái ngay bây giờ nhé, tạo ngay bây giờ sao lưu, các bạn chọn sao lưu cục bộ. Nếu tôi mất cụm từ ghi nhớ, tài sản của tôi sẽ bị mất vĩnh viễn. Chúng ta phải đồng ý với ba cái điều khoản này của nó. Nếu tôi chia sẻ hoặc tiết lộ cụm từ ghi nhớ của mình cho bất kỳ ai, tài sản của tôi có thể bị đánh cắp. Cụm từ ghi nhớ chỉ tồn tại trong điện thoại di động của tôi và trách nhiệm bảo vệ sự an toàn của cụm từ ghi nhớ hoàn toàn thuộc về tôi. Nên là các bạn phải đảm bảo 12 cái cụm từ này các bạn ghi nhớ nhé. Các bạn đánh tiếp. Này là hệ thống sẽ phát hiện thông minh. Thì các bạn có thể, nếu như trong trường hợp nó bắt chúng ta xếp hình thì chúng ta có thể nhấn cái mũi tên xoay chiều này, nó sẽ làm cái hình khác cho ông ta để chúng ta kéo hình này nó khớp là được. Như vậy là dự án nó đang vào nhé. Mình cài trên cái máy này nó hơi chậm, nhưng lại cũng có thể đang nhiều người tham gia dự án nên nó hơi chậm một chút. Nhưng mà các bạn cứ làm theo cách của mình hướng dẫn đi, nó càng tỉ mỉ càng tốt thì các bạn sau này cái ví của bạn nó sẽ an toàn hơn. Rồi đây nó là hướng dẫn cho mọi người, đây là cái trợ lý ảo của dự án, rồi mình biết rồi. Nó sẽ còn hỏi một số thứ khác nữa. Đây là chúng ta sẽ vào mục tôi này. Nó hiển lên như này thì chúng ta cứ ấn nhận nhé. Đấy là nó sau này nó sẽ hiển, nó cho chúng ta cái phí ga để chúng ta giao dịch. Đây nó hướng dẫn này. Chuỗi hiện tại là chuỗi mát này, nhấp để thay đổi chuỗi nếu có này. Rồi chúng ta sang bước tiếp theo. Vui lòng hoàn thành sao lưu đám mây và chứng nhận FPT càng sớm càng tốt để đảm bảo an toàn cho tiền tài khoản của bạn. Rồi tôi biết. Đấy, như thế là chúng ta đã vào cái giao diện của cái intro này. Thì trong lúc chờ đợi thì cái hệ thống nó cho chúng ta một số ít đồng mát để làm cái ga, thì chúng ta có thể vào dấu cộng. Chúng ta sẽ cho hiển thị cái đồng tốc ra. Rồi, lại hiển thị cho nó biết ở đấy thôi. Sau này chúng ta có gửi đồng tốc từ sàn Hobi hoặc Mac vào, nó sẽ hiển thị đây, sau chúng ta chuẩn bị tiếp. Để những video xong mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đó. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ làm cái nhiệm vụ tiếp theo, đó là chúng ta phải vào cái người này. Dự án nó vẫn chưa cho chuỗi, chưa cho chúng ta đồng mát nên chúng ta cũng chưa thể làm gì được, chúng ta phải đợi thôi. Rồi trong lúc chờ đợi cái dự án nó cho chúng ta cái đồng mát để thao tác tiếp thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm lại cái cụm từ bảo mật nếu như chúng ta lúc nãy chúng ta quên chưa ghi chép đầy đủ, hoặc là chúng ta muốn xác minh lại. Chúng ta vào cái bánh răng này, chúng ta sẽ hiển thị cụm từ hạt giống và chọn hiển thị cụm từ hạt giống nhé. Sau chúng ta hiển thị cụm từ hạt giống này thì chúng ta sẽ xác minh bằng cách vẽ hoặc vân tay hoặc là mã số gì của các bạn ấy, của điện thoại các bạn sau đó các bạn tiếp tục. Thì đây nó sẽ hiển thị cái cụm từ hạt giống thì chúng ta có thể so sánh với cái cụm từ hạt giống lúc đầu chúng ta ghi chép đã đúng chưa, nếu sai thì chúng ta sửa lại cho nó đúng, so sánh cho nó đúng.
Rồi mình sẽ quay lại cái ban đầu, xem nó đã cho chúng ta cái đồng mát chưa. Vẫn chưa cho đồng mát, chúng ta phải đợi một chút. Rồi như vậy là cái họ thống đã cho chúng ta cái đồng mát 0.001 đồng mát. Thì có thể có những trường hợp thì lúc nhanh thì nó chỉ vài giây thôi, nhưng mà lúc chậm thì có thể lên vài phút. Thì chúng ta cứ bao giờ có đủ đồng mát này chúng ta mới tiếp tục làm tiếp nhé. Thì khi có đồng mát rồi thì chúng ta vào cái biểu tượng hình người ở bên trên này này, đang đội mũ đội cái đen này, chúng ta vào đó thì chúng ta có thể sửa đổi hình đại diện nhé. Thì tùy mọi người thôi, người thay đổi tên người dùng. Cái này các bạn có thể biết như kiểu username ấy, thì các bạn có thể thay đổi. Đây mình cứ để nguyên đấy. Rồi tiếp đó là chúng ta phải ràng buộc người mời. Khi chúng ta ràng buộc được người mời này thì chúng ta mới có thể nhận được cái bonus và được hỗ trợ tốt hơn. Thì các bạn sẽ copy cái địa chỉ ví mình để dưới dòng mô tả nhé, hoặc mình liên hệ với mình thì mình gửi link cho. Sau đó các bạn mời bạn bè thì các bạn sẽ lấy cái chỉ ví của các bạn. Ở đây là mình đang hướng dẫn các bạn, ủng hộ mình sẽ lấy cái ví của mình. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái ví của mình nhé. Rồi mình sẽ paste, sau khi có cái copy cái ví chúng ta sẽ paste cái địa chỉ ví vào đó. Chúng ta paste địa chỉ ví vào. Mã mời thì chúng ta không cần nhập đâu. Sau đó chúng ta nhấn ràng buộc ngay bây giờ nhé. Địa chỉ ví có thể inbox cho mình, hoặc là các bạn copy theo đường link mình để dưới dòng mô tả của video. Sau chúng ta nhấn ràng buộc ngay bây giờ. Rồi thì dự án nó sẽ tiến hành xác nhận giao dịch. Thì chúng ta sẽ mất một số cái phí ga là đồng mát. Thì đồng mát người ta đã cho chúng ta đấy. Sau chúng ta nhấn xác nhận, chúng ta sẽ mở khóa cái màn hình điện thoại. Tùy theo điện thoại của các bạn, các bạn dùng vân tay hay gì đó thì các bạn tự mở nhé. Sau đó nhấn tiếp tục. Rồi như vậy là ràng buộc đã xong. Thì các bạn có thể thêm mình vào nhé, kết bạn với mình. Bởi vì sao? Bởi vì khi chúng ta nhắn tin với nhau theo chuỗi thì chúng ta mới nhận thêm được cái đồng tốc. Mọi người hiểu chưa? Những kết bạn như thế mọi người sẽ nhắn tin cho nhau theo chuỗi thì mình sẽ nhận được đồng tốc. Rồi bước tiếp theo là chúng ta nhấn vào cái INID liên kết. Thì chúng ta có thể nhấn ở đó nhé, ở đây. Hoặc cũng có thể là chúng ta vào cái tôi này, vào cái trình khám phá này, xin lỗi, vào cái trình khám phá này. Xong chúng ta vào cái sinh thái tốc này. Đó. Thì ở đây nó mặc nhiên là nó yêu cầu chúng ta kết nối cái INID. Thì chúng ta nhấn kết nối ngay bây giờ. Đó, chúng ta nhấn xác nhận nhé.